Chứ không có. Này, không? em có có, không còn đâu. Đá, đá làm Chứ không có. Bà chùm biến đàn em thành người tình, hầu hạ thâu đêm suốt sáng từ làm ăn đến chuyện chăn gối. Dưới vỏ bọc là một hot girl thích làm từ thiện, à cũng ước mơ thành người mẫu dấn thân vào showbiz. Người đàn bà này đã trở thành một bà chùm ma túy khét tiếng thậm chí biến người tình hàng đêm của mình thành chân rết đi giao ma túy và luôn thay đổi phương thức hoạt động. Đó là thủ đoạn của người đẹp gốc Nam Định có nhu cầu cực cao. Mỗi đêm phải ngủ với một người tình, biến đàn em thành người tình hầu hạ thâu đêm suốt sáng từ chuyện làm ăn đến chuyện chăn gối. Bà chùm chân dài Nhờ kỹ năng này mà một lúc người đẹp có thể điều khiển nhiều thanh niên trẻ khỏe làm người tình và đặc biệt là biến họ thành tay chân phục vụ đắc lực trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy của mình. Bà trùm có nhu cầu cao này không ai khác đó chính là Trần Kim Yến, biệt danh bà trùm chân dài, sinh năm 1987, quê quán Nam Định. Bà trùm này được nhận xét là người con gái có vẻ đẹp hiền hòa với dáng người cao dễ mến lại khéo ăn nói. À phải xứng danh là đệ tử của Hồ Ly khi thay đổi chiêu thức liên tục ả à, đã biến các mắt xích trong đường dây ma túy của mình thành người tình và những kẻ này dù luôn giáp mặt nhau nhưng đều nghĩ mình là người tình duy nhất của bà chủ. Theo nội dung vụ án, Yến được sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế nhưng sớm trượt dài vào thói đua đòi ăn chơi. Ả à, lập đường dây buôn bán cái chết trắng để có tiền thỏa mãn cơn nghiện dưới vỏ bọc chủ chuỗi shop thời trang năm 2016, Yến bắt tay với một người đàn bà tên Thúy ở Hải Phòng bắt mối có nguồn hàng rất lớn và người đàn ông tên Hải Lượng ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, phụ trách khẩu tiêu thụ. Thủ đoạn buôn bán ma túy của bà chùm ma túy xinh đẹp cực kỳ tinh vi. Việc triệt phá đường dây này cũng đã khiến lực lượng công an phải cực kỳ mưu trí. Bản thân Yến từng tham gia nhiều hoạt động phong trào ở nơi sinh sống. Cô gái trẻ mang trong mình hoài bão trở thành người mẫu nổi tiếng nên đã dấn thân vào giới nghệ thuật. Thông qua đây, Yến làm quen được nhiều người nổi tiếng, giàu có và có địa vị trong xã hội. Cô gái trẻ đã dần dần bị cuốn vào con đường vui chơi ngày đêm của những người có tiền. Trước khi bị bắt, Yến được biết đến là một hot girl sang chảnh, chủ một shop thời trang và thường xuyên làm từ thiện. Ngày đó Yến từng quyết tâm đi theo con đường trở thành người mẫu, tham gia vào giới showbiz để đổi đời, nhưng vừa vào giới showbiz một thời gian, Yến không vượt qua nổi sự cám dỗ. Người đẹp thử qua ma túy đá và trở thành con nghiện lúc nào không hay. Đến khi hết tiền mua ma túy, Hot Girl bắt đầu chuyển sang buôn bán ma túy và trở thành ba chùm cầm đầu đường dây ma túy. Theo cáo trạng, Yến nghiện ma túy từ năm 2014. Thông qua bạn bè giới thiệu, Yến biết một người phụ nữ tên Thúy ở Hải Phòng có nguồn hàng lớn và một người đàn ông tên Hải Lượm ở Nha Trang có sẵn đầu ra. Năm 2016, Yến lao vào kinh doanh hàng trắng. Trong thời gian ngắn, Yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ và lẻ các loại ma túy. Yến thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nam ra Bắc. Yến mua ma túy đá từ Thúy với giá 38 triệu đồng trên 100 gram. Sau đó Yến thuê Thành đem hàng vào Nha Trang bán 45 triệu đồng trên 100 gram cho lượng. Phi vụ đầu tiên chót lọt, Yến tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc, 130.000 đồng trên một viên và 450 gram ma túy đá giá cũ. Đường dây ma túy của Yến hoạt động rất kín kẽ tinh vi. Người đẹp này lấy căn biệt thự đang ở tại quận Phú Nhuận làm trung tâm điều phối hoạt động, gây không ít khó khăn cho công tác phá án. Nhiều đầu mối phân phối ma túy trong đường dây được bà trùm dùng kém mỹ nhân và tiền bạc để tạo lòng trung thành. Mỗi khi một đối tượng bị lộ, tên bị bắt không khai ra người tình trẻ. Thúy đóng gói số ma túy trên vào một thùng hàng và thuê người giao cho Yến. Huy Thành Trung giúp Thúy đi giao, nhận hàng Đường dây do Hot Girl này điều khiển hoạt động tinh vi táo tợn cho đến khi bị công an vạch trần vào tháng 1 năm 2017. Tăng vật thu giữ được từ vụ án là 26.000 viên thuốc lắc và hơn 8 kg ma túy tổng hợp. Vào tháng 7 năm 2016, đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xác lập chuyên án thành lập ban chuyên án đấu tranh. Dòng dã suốt một năm trời các trinh sát theo dấu băng nhóm này với quyết tâm lôi ra ánh sáng kẻ cầm đầu. Đây là việc không hề dễ dàng. Nhìn thấy bố mẹ mới hé rằng khi giáp mặt với Trần Kim Yến tại cơ quan điều tra, cô ta nhất quyết không chịu hé răng nói nửa lời. Chỉ đến khi được hỏi về gia đình cha mẹ, cô ta mới rơm rớm nước mặt. Yến sinh ra trong một gia đình thuộc hàng gia giáo ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nhưng dường như trong con người ấy đã bị cái xấu lôi kéo rơi vào guồng quay của những ngày đêm ăn chơi vô độ để bây giờ mới ra nồng nỗi. Có lẽ Yến khá dành chuyện đối phó với pháp luật nên chỉ than thở đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong suốt quá trình đối diện với điều tra viên, Yến không chịu khai hết mà chỉ khai nhỏ giọt, đối phó hoặc che giấu tội phạm cho đàn em. Với chút nhan sắc trời phụ, thân hình cân đối cùng lời nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ như hớp hồn thiên hạ, nên ngay từ khi mới bước chân vào học cấp 3, Trần Kim Yến đã gây sự chú ý đặc biệt với đám con trai học cuối cấp. Hàng ngày cứ vào giờ nghỉ hoặc lúc tan học, đám con trai này lại tìm cách vây quanh cô ta để ve vãn buông lời tán tỉnh. Bình thường một cô gái trong độ tuổi mới lớn sẽ tỏ thái độ từ chối dứt khoát hoặc chí ít cũng nhờ người lớn khuyên bảo đám thanh niên kia tránh sang một bên để có thời gian chuyên tâm vào học hành. Nhưng với Kim Yến thì không làm vậy mà chủ động hẹn hò đi uống nước với tất cả. Tháng 4 năm 2005 là thời gian chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng Yến đã gây ra sự cố khi cùng lúc nhận lời yêu đương với hai thanh niên trong trường cùng ba người bên ngoài rồi cử cả năm thanh niên này vào trường đánh nhau một trận trí tử để tranh giành phân ngôi vị cao thấp. Trước sự kiện này, ban giám hiệu đã có buổi họp kiêm điểm, nhưng do gia đình làm cam kết nên Yến mới được tiếp tục dự thi tốt nghiệp. Với sở thích hưởng thụ, khi vừa rời ghế nhà trường, Yến tiếp tục tìm cách tuyển thêm những thanh niên là dân chơi và nhóm người tình để được đám này thay phiên nhau đưa đi ăn chơi nhảy múa. Thâu đêm suốt sáng trong những quán bar vũ trường ở thành phố Nam Định. Việc Yến cùng lúc hẹn hò với nhiều người đã khiến đám người tình nổi giận đòi xử. Nhưng với tài thuyết khách của mình, cô ta đã nhanh chóng hóa giải tất cả rồi lại nhồi vào đầu những thanh niên này những sự mâu thuẫn lẫn nhau. Và đến khi sự thù ghét này càng lớn thì Yến lại bày trò tổ chức cho họ tiến hành trận huyết chiến. Trong trận giáp lá cả ấy, tên Nam một đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đã giành ngôi quán quân và lập tức được Yến trao thân gửi phận. Những ngày đầu Yến được Nam cung phụng như một bà hoàng, nhưng chỉ vài tháng sau, khi những đồng tiền nhơ nhớp đã cạn kiệt và Yến cũng đã trở thành nô lệ của ma túy, thì Nam lập tức ra điều kiện buộc cô phải cùng hắn thực hiện những vụ vận chuyển ma túy cho một đại gia đất cảng Hải Phòng từ khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Năm 2010, Nam bị lực lượng công an sở gáy, sợ bị liên lụy Yến gom toàn bộ tài sản mang vào thành phố Hồ Chí Minh rồi nhờ một người bạn giới thiệu cho mua căn nhà chung cư 16 tháng 9 thuộc phường 9 quận 3 và thường nhốt mình trong nhà, chỉ ra đường vào lúc trời chập choạng tối để mua đồ ăn thức uống. Nằm im thở khẽ một thời gian, thấy mình không bị lực lượng công an để ý, Yến lần mò đi tìm cách làm ăn, nhưng làm gì cũng thất bại nên cô ta không làm nữa mà mua vé máy bay ra Hải Phòng, tìm gặp đại ca trước đó của người tình nhờ giúp đỡ. Đây đại ca này thấy Yến có vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh xắn, nên đã ra điều kiện sẵn sàng giúp đỡ bằng cách vừa cấp vốn vừa bán chịu ma túy mang vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải lên giường với hắn. Nghĩ chẳng mất gì lại có được vốn liếng làm ăn nên ngay buổi tối hôm ấy mặc dù có rất đông đám tay chân nhưng Yến đã kéo tuột tay đại ca này vào sau bức rèm bằng vải để ân ái. Đến khi tay đại ca này xa cơ lỡ vận, Yến còn chiều luôn cả mấy tay đàn em để tính chuyện tiếp tục con đường mua bán ma túy. Trở về thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến đi dài ngày, Yến đã ủ việc lập mạng lưới phân phối ma túy nhằm che giấu hoạt động của mình. Cô ta thuê nhiều căn nhà, một trên đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, một tại số 60 đường Trần Thanh Tuyền, phường 2, quận Tân Bình và một căn trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, giả làm cửa hàng kinh doanh thời trang nhưng bên trong lại cho thiết kế những hầm cất giấu ma túy. Có được những tấm bình phong, Yến liên lạc với bạn bè nhờ tuyển giúp nhân viên bán hàng với mức lương khá cao nhưng phải là nam thanh niên trẻ tuổi và có thân hình cao lớn thì cô ta mới chịu ký hợp đồng. Có được những nhân viên theo ý muốn, Yến bắt đầu dở trò bằng cách thường xuyên ăn mặc khiêu gợi rồi chủ động tìm cách va chạm vào những nơi nhạy cảm mỗi khi đối mặt để khơi dậy lòng ham muốn của đám nhân viên. Từ chỗ là những người được thuê để bán hàng, dần họ được phép lên giường cùng bà chủ để trở thành những người tình và cuối cùng được đưa vào đường dây mắt xích quan trọng chuyên giao nhận ma túy cho Yến để điều hành mạng lưới và đặc biệt là điều hành những người tình này ngoan ngoãn nghe lời mình và không được phép xâm phạm lẫn nhau. Từ đêm ngày thứ hai cho đến hết đêm thứ sáu trong tuần, Yến ngủ lần lượt với năm người tình và chỉ dành hai ngày cuối tuần cho đứa con trai mà cô ta không cần biết đó là con của người tình nào. Cơ ngơi giàu nhức nách. Trở lại vụ án, qua quá trình giả xuất địa bàn giữa năm 2016, các chính sát phòng cảnh sát hình sự PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại khu vực các quận Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh xuất hiện một nhóm đối tượng từng có tiền án tiền sự tại địa phương, lén lút giao dịch mua bán ma túy với một số thanh niên lạ mặt. Xác định đây có thể là đường dây vận chuyển ma túy trái phép, nên chỉ huy đơn vị quyết định cắt cử trinh sát ngày đêm theo dõi. Khi các trinh sát hình sự đang trong quá trình thu thập thông tin về băng nhóm này thì vào cuối tháng 6 năm 2016, Công an quận Bình Thạnh bắt được một đối tượng tên Trần Nguyên Vũ. Từ đó câu chuyện liên quan đến bà chủ ma túy được phanh phui. Trần Kim Yến có khuôn mặt xinh xắn, dáng chuẩn nên khiến không ít người say đắm. Yến đã sử dụng tối đa nhan sắc xinh đẹp của mình để chiêu dụ nhiều thanh niên làm người tình, giúp sức Yến mua bán ma túy. Do đó, các chân rết trong đường dây đều là người tình của bà trùm Trần Kim Yến. Ngoài được vui vẻ với Yến, những thanh niên này còn được Yến lo cho nơi ăn trốn ở sang trọng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, phân phối ma túy, sẽ luôn được ở bên cạnh Yến ăn sung mặc sướng. Trần Kim Yến luôn sử dụng 10 chiếc điện thoại với nhiều SIM, thuê rất nhiều căn nhà để hoạt động tinh vi. Những nơi mà Yến thuê ở được giám sát bằng hệ thống camera các loại, ra vào bằng thẻ từ. Trong quá trình buôn bán ma túy, Yến không bao giờ xuất hiện để giao dịch mà để các người tình thực hiện. Ngoài ra, băng nhóm của Yến thường sử dụng những xe gian đã thay đổi số khung số sườn, biển số để di chuyển mua bán ma túy, tránh tai mắt của nhiều người. Băng nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng vũ khí quân dụng gây nguy hiểm cho xã hội. Các đối tượng chân dết trong đường dây đều là người tình của bà Trùm Trần Kim Yến. Bà Trùm dùng nhiều người tình để thay mình nhiều hành mọi việc. Ngoài việc sở hữu hai căn nhà, cô ta còn thuê thêm hai căn khác để đàn em ở và là nơi tập kết hàng. Yến hết mực cưng chiều đàn em của mình. Ngoài việc lo chỗ ăn chỗ ở, cô còn tổ chức cho gia đình họ những chuyến đi du lịch sang trọng trong và ngoài nước. Từ những việc làm của Yến, các đối tượng tôn sùng, nể nang Yến và dám dắp nghe theo lệnh của bà Trùm. Thậm chí với những đối tượng bị bắt lúc đầu cũng không khai gì về Yến, mà nhất nhất bảo vệ cho Yến. Do đó, phải kể đến lúc hầu tòa. Những người này đều đi theo đều là đàn em thân tín của cô gồm có 1. Nguyễn Phụ Huy, 26 tuổi, ngụ quận 8 2. Lâm Minh Trung, 37 tuổi, ngụ quận Bình Tân 3. Tô Văn Tuấn Thành, 35 tuổi, ngụ quận 12 ra tòa vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 4. Lê Thành Nguyên, 41 tuổi, bị đưa ra xét xử về tội làm môi giới hối lộ. 5. Lê Quý Long, 59 tuổi, cùng ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người được Yến yêu thương nhất sống như vợ chồng là Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1982, ngụ quận 10. Giữa năm 2016, Công an quận Bình Thạnh trong lần đi kiểm tra hành chính đã bắt giữ Vũ khi hắn đang tàng trữ 7 viên ma túy tổng hợp. Trong lúc Yến lo lắng vì chồng hờ gặp họa, thì Lê Thành Nguyên, bà con bạn gì với Yến đến thăm. Yến tâm sự và nhờ Nguyên tìm người lo lót giúp Vũ tại ngoại. Dù không có khả năng nhưng Nguyên vẫn đồng ý. Khoảng một tuần sau, Nguyên báo tin đã bắt mối với hàng xóm tên Lê Quý Long. Long hét giá một tỷ đồng nếu muốn Vũ tại ngoại. Tuy nhiên khi Yến chấp nhận thì Long đổi ý, chỉ lấy 500 triệu đồng để lo án treo hoặc án khoảng 2 năm tù giam. Yến bỏ ra 550 triệu đồng nhờ Nguyên chuyển cho Long với điều kiện Long phải viết giấy tay xác nhận. Long đã chuyển cho Nguyên 50 triệu đồng tiền cỏ. Nhận tiền Long tiêu xài hết và không có động thái chạy án giúp Vũ thoát cảnh tù tội. Long và Nguyên xa lưới khi Yến bị bắt và khai ra phi vụ chạy án bất thành nói trên. Tại phiên xét xử, Yến không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử, không tranh luận, không nói lời sau cùng. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng số lượng ma túy bị bắt quả tang chưa chứng minh được là của Yến do căn nhà này nhiều người có chìa khóa. Ngoài ra luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo. Dù Yến cố tình giở chiêu giả ngây giả ngô không trả lời các câu hỏi nhưng sau 3 ngày xét xử công khai trước các chứng cứ có trong vụ án và lời khai của các đồng phạm, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Yến quá nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng, phải có mức án nghiêm khắc mới đủ sức gian đe nên đã tuyên phạt mức án tử hình các đàn em của Yến cũng bị tuyên các mức án nghiêm khắc. Ngày tàn của người đàn bà dùng nhan sắc để chiêu dụ đàn em đã đến. Câu chuyện của người đẹp buôn ma túy mỗi đêm không thể thiếu người tình và ước mơ thành người mẫu đã khép lại với bản án tử hình đầy cay đắng. Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT. Thank you.